是中国电视公司精心制作的正宗武侠好戏，《金剑凋零》，有您前所未见的武打场面，有缠绵悱恻的爱情故事，更有您喜爱的演员申海荣、周少栋、武警、林秀君、姜浩任，正宗武侠强档戏，《金剑凋零》。 Khanh là Trương Dị Chi à? Bẩm thưa hoàng thượng, dạ thần đây. Trẫm nghe Lục Lang nói Khanh thổi sáo hay lắm phải không? Dạ phải. Khanh là anh của Lục Lang à? Đúng vậy. Trước đây Khanh là thượng thăng phụng ngữ phải không? Đúng vậy. Được, trẫm thăng Khanh làm tư vệ thiếu khanh, ban nhà cửa, tiện nghi, nô tỳ, trâu ngựa. Thần tạ ơn hoàng thượng. Trẫm gọi Xương Tông là Lục Lang, Khanh là anh của Lục Lang, sau này trẫm gọi Khanh là Ngũ Lang nha. Thần tạ ơn hoàng thượng. Thần Trương Xương Tông, thần Trương Dĩ Chi khấu kiến Thái Bình công chúa. Đứng dậy đi. Tạ ơn công chúa. Nghe nói cách gì đi gặp hoàng thượng rồi à? Kính thưa công chúa, hoàng thượng thăng thần làm tư vệ thiếu khanh, ban cho nhà cửa, tiện nghi, nô tỳ, ngựa bò. Vậy là hoàng thượng đối với các ông rất tốt. Phong thưởng như vậy, gia đình các ông cũng được hưởng phần nào. Ân lộc như vậy, có thể nói xưa nay chưa từng có. Các ông phải hầu hạ hoàng thượng cho đàng hoàng, nhất là phải biết quý nghề nghiệp của mình. Phải biết rằng trách nhiệm của các ông chỉ là hầu hạ hoàng thượng, không được cậy quyền ý thế, càng không nên nhúng tay vào chuyện triều đình, gây dựng quyền thế, bằng không nhất định sẽ dính họa vào thân. Hãy nhớ cho kỹ đó nha. Thần ghi nhớ lời dặn và khấu tạ công chúa. Vậy về đi. Tạ ơn công chúa. Công chúa à, tôi không có thích hai ông xạo này. Ai bảo người thích họ làm gì? Cháu nói rất đúng. Châu Nhi xin chào bà cô. Trời ơi, Châu Nhi, cứ gọi cô là Thiên Kim công chúa đi. Đừng có gọi bà cô như vậy, gọi như vậy già dữ lắm. Sao nghĩ kêu như vậy nó ớn quá trời à. Đàn bà sợ già, nhất là bà cô, đã già rồi còn làm gì được nữa đâu. Vậy Thiên Kim công chúa, thật ra Thiên Kim công chúa chẳng có già chút nào cả. Cái miệng tía lìa, hèn chi ai cũng gọi là linh lợi hết. Gần đây tôi nghe người ta đồn nói rằng hoàng thượng mến Lục Lang dữ lắm. Lục Lang lại giới thiệu anh của hắn cho hoàng thượng nữa. Cho nên qua coi, đúng là như vậy, cả hai đều được phong thưởng luôn. Cháu căn dặn rất đúng. Phải biết rằng hạng người này nếu không dằn mặt vài ba cái, có thể sau này họ sẽ nhúng tay vào việc triều đình. Cháu phải lưu ý thường xuyên nha. Cảm ơn Thiên Kim công chúa, cháu sẽ thường xuyên lưu ý họ. Châu Nhi, cháu giống hoàng thượng dữ lắm. Cháu có thể nói y như hoàng thượng hồi còn trẻ tuổi. Hai cô cháu mình dường như rất hợp với nhau. Ở trong hoàng cung sâu thăm thẳm này, người mà bà cô thích nhất ngoài Nguyễn Nghi ra chỉ có cháu thôi. Khi nào cháu rảnh qua bà cô chơi nha. Dạ được, cháu cũng rất cần sự chỉ dẫn quý báu của Thiên Kim công chúa. Hèn gì linh lợi thật là lanh lợi. Có người chủ nhân như vậy thì nô tỳ ít nhiều cũng bị lây chút đỉnh chứ phải không? Xin mời các vị. Không dám, xin mời Thái tử phi trước. Vậy tôi cạn ly trước. Tôi nghe nói Thái tử phi là một anh hào, hôm nay được gặp quả nhiên y như tiếng đồ. Hoàng gia quá lời, sao lại có chuyện đó? Thật ra tôi và hoàng gia cũng đã gặp mặt nhau nhiều lần rồi mà.
Đương nhiên rồi, nhưng mà năm xưa và ngày nay khác nhau rất xa. Dù có khác tới đâu là cũng nhờ các vị nâng đỡ mà thôi. Các vị đã nói những điều tốt với hoàng thượng, chúng tôi mong các vị y như trước đây tiếp tục giúp đỡ chúng tôi. Tôi và điện hạ mãi mãi không quên ơn các vị. Không dám, không dám, phải như vậy, phải như vậy. Điện hạ qua cơn không may, đương nhiên trong sự chọn lựa của hoàng thượng, điện hạ vẫn là thích hợp nhất. Chúng tôi không ủng hộ điện hạ thì ủng hộ ai đây chứ? Hơn nữa không ủng hộ điện hạ chẳng khác gì chống lại ý định của hoàng thượng mà thôi. Nói như vậy rất đúng đắn. Cảm ơn, thật là cảm ơn. À, sao không thấy điện hạ đâu vậy? À, điện hạ mấy hôm nay đang bận rộn chiêu mộ binh lính để chống lại bọn Kiết Đơn. Ông đã dặn tôi tiếp đãi các vị đó. Đúng, điện hạ hiện nay đang bận chiêu mộ binh lính mới đó. À, vậy mà tôi quên mất, hoàng thượng vừa phong cho điện hạ làm nguyên soái chống Thiết Đơn rồi đó chứ. Ồ, nhắc tới chuyện mộ binh đó, tôi lại nhớ tới chuyện này. Trước khi hoàng thượng chưa có phong điện hạ làm nguyên soái chống giặc Thiết Đơn, cả tháng trời cũng chưa mổ được 1.000 người. Nhưng mà sau khi phong điện hạ làm nguyên soái dẫn quân chốc giặc Thiết Đơn, chỉ có mấy ngày thôi đã có mấy chục ngàn người vô đăng tên. Điều đó chứng minh dân chúng rất quý mến điện hạ chừng nào rồi đó. À, cảm ơn, hết sức cảm ơn. Đây, xin mời các vị. Không có sao đâu, cũng gần khỏe rồi. Vậy thì tôi yên tâm lắm, không còn lo lắng nữa. Làm phiền đại ca đã có lòng qua thăm tôi, không biết nói sao. Huống chi lại nhập nhằng hoàng gia nữa. Tướng quân đừng nói vậy. Nếu không có tướng quân, làm sao có tôi? Chúng ta đều trọng đạo nghĩa, ý chí với nhau. Đừng có gọi tôi là hoàng gia gì cả. Tốt. Người trên giang hồ chỉ trọng những câu nói như vậy. Hiền đệ anh hùng hào hiệp, sao giờ này lại như đàn bà vậy? Trình tiên sinh nói rất đúng, rất có lý. Hoàng thượng gia lâm. Nhi thần không kiến mẫu thần. Đứng dậy đi. Tạ ơn mẫu thần. Thần. Khanh không cần hành lễ. Tạ ơn bệ hạ. Khanh thấy thế nào, có đỡ không? Thần tạ ơn bệ hạ, thần đỡ nhiều rồi. Ừ, vậy tốt lắm, tốt lắm. Thật không ngờ hai người đều ở đây. À, thần và Thiên Nghĩa là anh em kết nghĩa, cho nên phải qua đây thăm. Nam Anh, dù sao Khanh có một mình cũng hơi nhàn rồi, thường qua thăm Thiên Nghĩa cũng là một điều tốt. Ừ. Đáng nhi. Dạ con đây. Nếu không phải Thiên Nghĩa trung thành thì con sẽ không có ngày nay. Con càng phải thường xuyên qua đây thăm Thiên Nghĩa. Dạ. Nguyễn Nhi, có đáng nghĩa gì vậy? Có gì mà đãi, tiệc tùng lãng nhất. Bà thấy Tử Phi này không phải là người đơn giản đâu nha. Sao nói vậy? Rất đơn giản. Năm xưa điện hạ cũng vì bà ta chỉ làm vui được 30 ngày thôi là bị nhốt trong cấm cung và bị đày đi Phòng Châu luôn. Bà trải qua nhiều gian nan nhưng vẫn đứng sững như cây thông. Giờ này bà ta trở lại y như cũ. Bà không bao giờ bỏ qua cơ hội này đâu, nhất định sẽ lèo lái kỹ càng hơn. Hai người bàn tán gì về Thái Tử Phi đó? Khấu kiến bệ hạ. Đứng dậy đi. Tạ ơn bệ hạ. Thái Tử Phi khéo léo tháo giác, hiển nhi yếu ớt,
mà được vợ như vậy là một chuyện tốt. Thưa hoàng thượng, Ngũ Lang Lục Lang muốn gặp. Cứ bảo hỏi vô tẩm cung trước đi. Tuân chỉ. Thưa hoàng thượng, tin mừng từ biên giới về, quân ta đại thắng Khiết Đơn. Tốt. Khiết Đơn thảm bại, quân ta khải hoàn. Đó đều là nhờ công lao của Võ Ý Tông, Võ Du Nghi và của toàn thể các tướng sĩ. Đó là ơn đức của bệ hạ và tiếng tâm thần oai của bệ hạ đó. Tốt. Tốt. Muôn tâu bệ hạ, Khiết Đơn đại bại, Thương Khiết Đơn, Ly Khải Côn, Lạc Vũ Chỉnh đã đầu hàng quân ta. Hai người này hung bạo lì lợm, nhiều lần đánh bại quân ta để rửa nhục cho quân ta. Thần xin bệ hạ giáng chỉ xử trảm hai người này. Muôn tâu bệ hạ, Lý Khải Cố, Lạc Vũ Chỉnh không giết được. Quốc lão, thần biết hai tướng này gan dạ lì lợm, tận tụy với chủ họ. Họ thua tại số họ không tốt, không có tội tình gì. Nhẫn nhục đầu hàng cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thần tin rằng giờ này nếu chúng ta dùng đức trả quán, không giết họ, họ sẽ mang ơn bệ hạ. Một khi theo về phía chúng ta, họ sẽ trung thành tới chết. Đúng, dùng đức trả quán. Quốc lão, khanh rất sáng suốt. Muôn tâu bệ hạ, lần dẹp giặc Khiết Đơn này, ba tánh Hà Bắc đã có thời kỳ tôi mỗi cho giặc, chẳng khác gì mất nước. Thần xin bệ hạ giáng chỉ, kẻ nào đã từng theo Khiết Đơn đều đưa đi hành quyết hết, giết cả người nhà luôn. Muôn tâu bệ hạ, dân chúng vì tính mạng và gia tài bắt buộc phải phục tùng Khiết Đơn. Chuyện đó chúng ta không thể coi là theo giặc được. Ngược lại, người cầm binh như Võ Ý Tòng, Võ Du Nghi đang cầm mấy trăm ngàn binh, nhưng lại đụng với giặc, rủ nhau tháo chạy. Đó mới là tội, chẳng khác gì bán nước để chạy theo giặc đó bệ hạ. Không ăn năn hối lỗi mà còn đổ hết tội lỗi lên đầu của ba tánh, đó mới là bất trung. Xin bệ hạ chặt đầu Võ Ý Tòng, Võ Du Nghi để sau này làm gương cho tất cả mọi người. Được rồi, quốc lão đừng nổi giận, rồi trẫm sẽ ân xá cho ba tánh Hà Bắc, có được không hả? Tạ ơn bệ hạ. Ngụy hoàng gia, Ngụy hoàng gia, nghe nói ông đã rước cô Bích Ngọc, bà xã nhỏ của Triều Chi Tri à? Đúng vậy, tôi rước cổ qua nhà tôi để dạy mấy cô tỳ nữ khẩy đàn ca hát đó mà. Tôi cũng tính mời Bích Ngọc qua nhà của tôi để dạy đám tỳ nữ của tôi ca hát. Hả? Vậy thì ông cứ đợi đi, cổ dạy xong tỳ nữ của tôi rồi tính sao. Thôi mà hoàng gia, dù sao chúng ta đều là bạn bè, tôi không dám chỉ vì Bích Ngọc mà làm cho hoàng gia phải bực mình. Đại ca, Địch Nhân Kiệt điên rồi. Ông có gan trước mặt hoàng thượng và cả đám văn võ mó quan gắn tội cho họ Võ chúng ta
mà còn chặt đầu nữa chứ. Vậy chẳng khác gì đổ lỗi cho hoàng thượng. Tôi nghĩ ổng mà tới số rồi. Bây giờ anh không muốn biết chuyện địch nhân kiệt nữa, anh chỉ để ý Lại Tuấn Thần thôi. Lại Tuấn Thần ra sao hả? Thật không ngờ bàn tay của hắn lại dối tới nhà của họ Võ này nữa. Sao anh nói vậy? Anh đã cảm thấy vậy. Vì chuyện Bích Ngọc phải không? Ừ, đúng vậy. Nếu mà hắn chơi anh trước á, thì hắn có thể ăn hiếp bất cứ người nào của họ Võ. Hắn có thể diện đủ cớ tạo ra tội chứng hắn ỷ hoàng thượng tin cậy hắn. Vậy anh đối phó bằng cách nào? Anh phải ra tay trước. Chỉ có một mình anh chưa đủ. Đơn độc mã không làm nên gì. Nhất định phải mua chuộc Thái Bình công chúa đi. Là Tuấn Thần muốn giết họ Võ à? Đúng vậy. Có phải hai anh có lỗi với hắn, sợ hắn trả thù, bây giờ tính ra tay trước, qua đây để rủ tôi phải không? Em Châu à, đúng là vừa thông minh vừa tế nhị. Đúng vậy. Ngụy Dương, vì chuyện của Bích Ngọc, vợ nhỏ của Triều Chi Chi đó, đã nghịch nhau với Lại Tuấn Thần, nên Lại Tuấn Thần muốn trả thù. Chúng ta phải ra tay trước. Chúng ta hãy làm thế nào càng sớm càng tốt đó em. Tại sao vậy? Bởi vì hoàng thượng rất tin cậy hắn. Hắn rất là nguy hiểm. Anh không tin hắn không có giả tâm. Anh không tin hắn không có mưu đồ để lật đổ hoàng thượng. Như vậy anh là một người rất là khôn ngoan đó. Đúng vậy. Lai Tuấn Thần là một tên đầy âm mưu. Phần em cũng muốn dẹp cái tên ác ôn này đi. Nhưng mà em không phải tiếp tay cho hai anh đâu, mà là lo cho Đại Chu và ngôi vị của mẹ em có thể bị sụp đổ mà thôi. Tiếc thay, em tìm mãi vẫn chưa có chứng cứ phạm tội của hắn ta. À, miễn là em có thể bỏ qua chuyện cũ, anh có thể trao cho em một nhân chứng chắc ẩn. Ai? Hoàng gia kêu thần không biết có chuyện gì không à? Người dở ra đi. Hoàng gia, đây là... Cái này là tặng cho chú đó. Vô công bất thọ lộc, hoàng gia. Đại Sơn, nói rất đúng. Lai Tướng Thần mưu phản. Đây là thư liệu phạm tội của hắn. Tôi cần chú ký tên làm chứng. Lai Tuấn Thần sắp bị xử rồi. Chú tính chịu tội chung với hắn à? Hai miếng vàng này đủ cho chú sống cả đời rồi đó. Được. Có chuyện này à? Ngụy Dương bàn chuyện với Đại Sơn, có lẽ là vì chuyện của Bích Ngọc tính hại ông đó. Ngụy Dương đã giết chết Bích Ngọc, tôi còn chưa khai cái chuyện đó. Ông lại tính ra tay hại tôi trước à? Lai đại nhân, chuyện này ông phải ngừa nha. Lai Tuấn Thần à? Dạ đúng, Lai Tuấn Thần đã âm mưu làm phản à? Dạ phải. Lai Tuấn Thần nổi tiếng là gian tham hung ác, ai ai cũng biết. Hắn là đại hung của triều đình, không thể nào tha được hết. Cũng được, chuyện này để Trẫm suy nghĩ rồi sẽ tính sao. Thì hãy nói đi. Kính thưa bệ hạ, hạ thần không muốn nói gì hết. Nguyễn Nhi, còn Khanh. Hoàng thượng không tin công chúa, nhưng lại tin tưởng cái tên Lai Tuấn Thần.
Uyển Nhi chỉ cảm thấy lấy làm lạ. Đúng vậy hoàng thượng. Hoàng thượng chẳng những tin tưởng Lại Tuấn Thần mà còn che chở cho hắn nữa. Tiểu thuận tử, hồi nãy sao Khanh không nói trước đi? Uyển Nhi mở đường cho Khanh phải không? Bẩm thưa bệ hạ, tại hạ sợ Lại Tuấn Thần lắm. Đúng vậy, hắn ta hung hăng, là vì trẫm đã quá tin cậy hắn, cho phép hắn xét xử người ta. Chẳng lẽ trẫm cũng cho phép hắn giết Khanh hay sao? Bây giờ hai Khanh hãy nghe đây. Không phải trẫm không tin tưởng con gái của mình, mà là Châu Nhi trong cái vụ này đã bị anh em Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư lợi dụng. Nếu nói Lai Tuấn Thần có ý đồ lật đổ, thật ra trẫm lại cho rằng khả năng làm loạn của Võ Thừa Tự mới đáng lo ngại hơn hết. Theo ý trẫm, có lẽ Lai Tuấn Thần đã phát giác ý đồ của Võ Thừa Tự mà chưa kịp báo với trẫm, rồi không kín miệng đã bị lộ bí mật, cho nên gia tộc họ Võ tính ra tay trước. Bấy lâu nay Võ Thừa Tự để đạt được mục đích kế thừa ngôi vị của trẫm đã sử dụng mọi thứ thủ đoạn. Rốt cuộc trẫm đã triệu hồi Lư Lăng Dương phong làm thái tử, vì thế hắn thù ngấm ngầm. Mẹ, mẹ, Tam huynh bây giờ đã được phong làm thái tử, hơn nữa cũng được sự yêu mến của bá tánh. Anh Võ Thừa Tự đã bỏ cuộc lâu lắm rồi, nhưng mà chuyện này không quan trọng. Quan trọng lớn nhất là âm mưu của Lai Tuấn Thần. Con tính dẹp tên này lâu rồi, mặc dù con họ Lý, nhưng mà con là con gái của mẹ. Con không cho phép bất cứ một ai chống lại mẹ hết. Bất cứ ai. Con muốn nói với mẹ cái gì nữa đây? Mẹ, con tính mời mẹ chứng kiến tại chỗ những sự phạm tội của Lai Tuấn Thần. Mẹ ông tính làm gì đây? Hả? Mẹ ông tính làm gì? Làm gì vậy? Mẹ ông làm gì vậy? Hả? Làm gì thì chú tự hiểu lấy đó. Lai đại nhân. Lục sao? Dạ. Dạ. Đại nhân. À, chỉ vì hai miếng vàng này mà bạn đứng ta phản bội ta? Đại nhân, em nói, người đã cấu có gì Võ Thừa Tự như thế nào đây hả? Em không có. Không có. Khai. Có khai hay không? Đại nhân à, tôi tha cho em lần. Đại nhân, đại nhân tha đi mà. Đại nhân, em không có. Đại nhân ơi, tha ngươi à? Được, ngươi khai sự thật ra đi hả? Ờ, Nguyễn Hoàng Gia viết sẵn một miếng thơ, bảo là tôi ký làm chứng giùm. Hả? Tội trạng gì đây? Là chuyện đại nhân hãm hại thái tử đáng, dạ Tư Lăng Dương đó mà, là những thơ từ qua lại với Đột Quyết, cũng như là chuyện du không tống tiền đó. Người ngon lắm, người ngon lắm. Ta xưa này tin cậy của mình ngươi thôi, nhưng ngươi lại đi bán đứng ta. Ta phải moi trái tim của ngươi ra. Đại nhân, ôi coi nó đỏ hay là đen cho biết. Đại nhân, đại nhân tha tôi. Đại nhân, đại nhân tha tôi. Đại nhân. Được rồi, Lai Tuấn Thần. Bệ hạ, người quá độc, quá ác. Bệ hạ. Ai đột xuống là đâu. Rồi, tôi đi đến hơn. Giết đi. Giết đi.
Dạ đúng rồi, thủ phạm chính là Lai Tuấn Thần. Chặt đầu, chặt đầu đi, chặt đầu liền. Giết đi, giết đi, vừa lúc đầu giết liền đi, lên lên, giết, hình hình. Tham kiến bệ hạ. Thiên Kim công chúa, đứng dậy đi. Tạ ơn công chúa. Quyển Nhi làm gì mà bận rộn dữ vậy? Khi hoàng thượng đi ngủ phải cầm hoa tươi chung quanh, còn phải dùng dầu thơm bằng hoa lài rải chung quanh giường. Hoàng thượng bây giờ không giống hồi trước. Nhờ công lao của Ngũ Lang và Lục Lang. Quyển Nhi, đừng ganh chuyện này làm gì. Cô kính mến hoàng thượng, lo lắng cho hoàng thượng, chẳng lẽ không muốn nhìn thấy hoàng thượng sức khỏe dồi dào vui vẻ hay sao? Dạ. Đi, tôi cũng đi theo hái cho nhiều nữa. Sao anh lại đi lâu như vậy? Anh đã tìm thấy Dương Sơ Thành chưa? Công chúa à, công chúa, công chúa à, ta đã nói với người rồi, ta muốn ở đây một mình, đừng có phá ta nữa mà. Không phải nô tỳ qua đây để phá công chúa đâu. Cứ nói là không phải vậy chứ ai mà cứ la lối ôm sờm vậy hả? Không có ai bảo em hết á, mà là tiểu thuần tử tới kia kìa. Ai? Tiểu thuần tử đó. Ngươi dám gọi tiểu thuần tử à? Nô tỳ muốn nói là tiểu thuần tử công công. Ổng đâu? Tham kiến công chúa, tại hạ đã tự ý vô đây, xin công chúa thứ tội. Tiểu thuần tử công công, bộ ông bực mình ai rồi có phải không? Tại hạ sống ở đây đã mấy đời vua rồi, ngoài hoàng thượng và công chúa có ai dám chọc tại hạ đâu. Vậy là hoàng thượng? Không, không có ai chọc tức tại hạ. Có cái mặt của ông kìa, chẳng khác gì như là vừa mới bị ai giật tiền vậy phải không? Ông tới đây khóc lóc với tôi nhờ tôi xử giùm đó à? Đúng, tại hạ đến đây nhờ công chúa để xử một việc cho. Sao là kỳ vậy? Ông nói là không có ai dám chọc tức ông, vậy chứ ông khóc lóc làm gì? Vậy chứ sao, ai chọc gì ông đây nè, nên mặt mày ông biết xị vậy á? Cô biết cái gì? Cô không biết gì đâu. Con Linh Lợi, đừng có chọc ông, hãy để cho ông nói nghe coi. Rốt cuộc cũng lo cho ông mà. Công chúa, bây giờ không ai cần tại hạ nữa. Sao ông lại nói vậy? Thì ông đang hầu hạ hoàng thượng đó mà. Từ ngày hai tên đó vào cung, hoàng thượng quên hết mọi người, chỉ biết hai tên đó thôi. À, thì ra là như vậy à. Tiểu thuần tử công công, ông có thể kìm với hai anh em đó, giành nhau với họ chứ. Trời ơi, Linh Lợi, đừng có xía nữa. Tiểu thuần tử công công, tôi đã hiểu ý của ông rồi. Nhưng mà ông theo hoàng thượng đã bao nhiêu năm nay, hoàng thượng coi ông còn thân hơn người trong nhà nữa. Ông cũng lo lắng cho hoàng thượng, phải vậy không? Nhưng mà công chúa, hoàng thượng cưng chúng nó quá rồi, như vậy không được đâu. Tôi đã biết rồi, ông yên tâm, khi có cơ hội tôi sẽ căn dặn họ. Thôi ông đừng nghĩ chuyện này nữa nha. Anh Thiệu, anh về rồi hả? Xin kính chào phò mã. Tiểu thuần tử công công, công chúa. Phò mã có chuyện gì vậy? Ông hỏi con hỏi ai đây? Chư
chưa lấy được quyết thư anh. Chẳng những là như vậy mà Dương Sơ Thành còn uy hiếp anh. Cuộc đời của anh có lẽ bị hủy vì tấm giấy đó. Anh xác nhận tấm quyết thư đó là thật hay sao? Mặc dù tối hôm đó anh không nhìn kỹ, nhưng mà lá thư đó rủi mà thật thì anh... Anh à, anh đừng có lo. Không chừng lá quyết thư đó đã bị hủy khi cuộc phiến loạn của Diệt Dương bị đè bẹp. Rồi Dương Sơ Thành biết được chuyện này, hắn mới tạo ra một bức quyết thư giả để uy hiếp anh vì mục đích nào đó. Không, chúng ta không nên nghĩ những gì tốt đẹp. Nếu rủi quyết thư đó rơi vào tay của Hoàng thượng thì anh sẽ chết luôn. Anh nghĩ bậy quá. Mẹ em tội gì mà phải giết anh? Em là con gái cưng nhất của Hoàng thượng, thì mẹ có thể nào giết người yêu của em để em thành quá phụ chứ? Nếu có quốc pháp, nhà có gia quy, nếu bệ hạ xét xử nghiêm khắc, bất chấp tình cảm riêng tư, thì... Anh à, anh nghe nè. Giả sử có chuyện rủi như vậy thì mẹ sẽ giết em trước rồi mới giết anh. Bởi vì trên cõi đời này, nếu không có anh thì em sống làm gì? Này còn vui được thì cứ vui đi. Cái ngày mà trẫm muốn gì được nấy không còn bao lâu nữa đâu. Đứa con gái cưng nhất của trẫm đã gả cho Tiết Thiệu cũng rời khỏi trẫm luôn. Bệ hạ, thì công chúa cũng qua đây thăm bệ hạ hoài đó mà. Nếu trẫm rời khỏi chỗ này, Châu Nhi dù sao cũng là người của họ. Nghĩ lại thật là buồn. Đại Chu đế quốc bệ hạ nhất định sẽ mất vì không có trẫm. Hiển Nhi cũng thế, Đan Nhi cũng thế. Ai kế vị ngôi vị này, họ cũng sẽ khôi phục lại đời Đường. Còn nữa, Lai Tuấn Thần mà trẫm tin cậy nhất cũng dám mưu phản chống lại ta nữa. Trẫm ghét nhất là những kẻ nào phản lại trẫm. Cho nên mới nói mọi thứ đều giả dối, chỉ có bây giờ mới là sự thật. Ngũ Lang Lục Lang qua hầu hạ trẫm làm trẫm cảm thấy mình trẻ lại rất nhiều. Họ làm cho trẫm sung sướng. Trẫm tỏi tình gì mà không vui chơi cho kịp thời. Nè Ngũ Lang, Lục Lang, hai khanh thổi một bản nhạc nữa cho trẫm nghe coi. Tuân chỉ. Hoàng thượng đã say rồi, đưa vào trong tẩm cung đi. Ôi da, ôi da. Uyển Nhi, có sao không? Bị trật chân, không có sao đâu. Thôi mình đi đi nha. Ồ.
Bệ hạ, lê gọt xong rồi. Bệ hạ, bệ hạ ngủ rồi. Thượng quan cô nương, tại sao vậy? Tôi bị trật chân. Tiểu thần tử công công, làm ơn lấy cái mền đắp cho hoàng thượng giùm tôi đi. Thượng quan cô nương à, để hạ quan sửa cái gân lại cho có được không vậy? Thôi được rồi. Thôi được rồi mà. Ai thôi được rồi. Nhậu quá. Ở hoàng thượng cấm không được nói chuyện, cút ra liền. Hoàng thượng. Hoàng thượng, không phải chuyện của Khanh, cấm không được nói gì hết. Tham kiến hoàng thượng. Thần Trương Xương Tông, Trương Dĩ Chi tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, hai anh em họ Trương. Trẫm đã nghe rồi, cút khỏi liền đi. Hoàng thượng. Tiểu thuấn tử, truyền chỉ xuống dưới, hai người kia nếu mà không cút khỏi chỗ này, bảo Ngự Lâm quân chặt đầu treo lên tường ngay. Đại hạ tuân chỉ. Thánh thượng có lệnh, nếu các người không cút khỏi, lệnh cho Ngự Lâm quân lập tức chặt đầu. Tiểu thuận tử. Dạ. Hãy truyền lệnh của ta, tống thượng quan Nguyễn Nhi vào nữ lao liền, chờ ngài xét xử. Hoàng thượng, dám chống lệnh của trẫm à? Hoàng thượng, Khanh dám nói một câu nữa sẽ cùng tội với Nguyễn Nhi luôn. Hoàng thượng bớt giận, đại hạ biết lỗi. Vậy sao không lập tức truyền chỉ liền đi? Dạ. Sao thật là khổ sở quá. Sao lại có chuyện như vậy? Sao lại không có chuyện đó? Tôi đã nói rồi mà, anh em họ Trương đó là cái thứ ăn hại. Công chúa à, dù sao đi nữa cũng phải cứu thượng quan cô nương. Thì phải như vậy chứ sao, mẹ tôi giận dữ lắm mà. Lâu lắm rồi hôm nay tại hạ mới thấy hoàng thượng giận như vậy đó. Bộ hai anh em Trương Xương Tâm, Trương Dĩ Chi bị mẹ tôi đuổi ra khỏi hoàng cung thật à? Mẹ tôi đang nổi giận, đừng đi gặp bà, lo cho chị Nguyễn Nhi trước đã. Tiểu thuận tử công công, tôi về cung trước, ông qua khê quan cục tìm dùng thái y nha. Dạ, anh đi với em luôn nha. Hãy đứng dậy đi. Tạ công chúa. Mở cửa. Xin công chúa thứ tội, không có lệnh của hoàng thượng, nô tỳ không dám tự tiện mở cửa. Ngươi sợ hoàng thượng giết ngươi, vậy không sợ ta sao? Được, vậy thì đừng mở nữa.
khiến công chúa. Đứng dậy đi chị Quyến Nhi, chị khỏi phải nói gì hết. Đầu của chị còn chảy máu, hãy để thái y cầm máu băng bó cho chị nha. Dạ. Lẹ đi thái y. Dạ công chúa. Tiểu thuận tử Công Công đã kể cho tôi nghe hết rồi, nhưng mà chị hãy nói thật, chị và hai tên đó thật ra có chuyện gì hay không? Không có, thật ra không có. Được, chị cứ yên tâm. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ, không đi được đâu. Thượng quan Nguyễn Nhi, từ ngày tôi được phong làm thái tử, đã thường xuyên giúp đỡ tôi, tứ đệ với tôi. Giờ đây cổ bị giam, tôi phải qua bển thăm cổ chứ. Là hoàng thượng hạ lệnh tống giam Nguyễn Nhi, nếu ông qua bển thăm cổ, chẳng khác gì ông làm ngược ý hoàng thượng. Nhưng mà... Nghe lời tôi đi mà. Thôi đi về đi, nghe lời, đi. Nè, đứng yên cái gì vậy? À, không có gì, thượng quan cô nương có sao không? À, để về nhà em kể nghe, đi, cùng em đi gặp mẹ. À, thôi được rồi, anh ở đây đợi em. Ừ, được, vậy em đi nha. Mai gái sáng. Châu Nhi xin khấu kiến bệ hạ. Con đừng hòng qua đây năn nỉ giùm người ta. Không được đâu. Không phải con qua đây để năn nỉ giùm chị Quyến Nhi đâu. Con chỉ qua đây để nghe thử coi mẹ đã quyết định xử chị như thế nào. Quyết định rồi. Lụa trắng một sợi. Được, mẹ xử tử Quyến Nhi, con sẽ giết anh em Trương Xương Tông và Trương Dĩ Chi. Con đừng giết Lục Lan Ngũ Lan. Chính con đã giới thiệu bọn chúng vào trong cung. Nếu hai anh em có làm tội gì thì con có bổn phận phải trừng phạt. Nói bậy, hai anh em đó không có. Hai người đó không có lỗi à? Vậy Quyến Nhi có lỗi gì? Chị Quyến Nhi chỉ vì đỡ mẹ nên bị trật chân, hai anh em họ bắt gân giùm chị, chỉ có vậy thôi. Mọi việc e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Nếu mọi việc không đơn giản như vậy thì hai anh em họ Trương đó, dù chị Quyến Nhi có thương họ thật đi cũng không sao nữa. Quyến Nhi theo mẹ bao nhiêu năm nay, chỉ càng ngày càng lớn tuổi. Nếu không phải sống trong hoàng cung thì chị đã có đời chồng lâu rồi. Trương Xương Tông nổi tiếng là một con dê non. Con gái nào mà nhìn thấy hắn cũng phải liếc vài ba cái. Chị cũng là con gái mà, sao mẹ không thương xót cho đời người con gái, không tội nghiệp cho người ta? Chính Quyện Nhi đã theo mẹ bao nhiêu năm nay, mới không nên làm như vậy. Mẹ, Quyện Nhi đã phí hết thời xuân và tuổi trẻ trong cái cấm cung thâm thẳm này, phụng sự cho mẹ, chịu đựng hy sinh, mà đâu có ai hiểu thấu cái nỗi khổ tâm của chị. Mẹ, Nguyễn Nhi cũng là con nuôi của chú Trinh. Nam Anh, con xin bảo đảm với mẹ, chị Nguyễn Nhi và hai anh em đó chẳng có dính líu gì. Được, kể như con thuyết phục được mẹ, tội chết miễn được, nhưng còn tội sống vẫn phải đem ra xử để làm gương. Châu Nhi xin cảm ơn mẹ. Công chúa. Quyến Nhi khấu kiến công chúa. Chị Quyến Nhi à, hoàng thượng đã miễn tội chết cho chị rồi. Cũng nhờ công chúa cứu vớt, Quyến Nhi khấu tạ ơn nghĩa công chúa. Chị Quyến Nhi à, mặc dù được miễn tội chết, nhưng mà chị bị kinh hình. Kinh hình? Chị biết kinh hình à? Tức là xăm mặt của chị đó. Quyến Nhi biết rồi. Vậy chị đã hiểu ý của hoàng thượng.
Vậy có nghĩa là hoàng thượng muốn phá nhan sắc của chị. Vậy Nguyễn Nhi sống không bằng chết. Chuyện đó đối với người con gái còn đau khổ là hơn sự chết nữa. Vậy cứ để Nguyễn Nhi chết đi. Không thể để chị chết được. Công chúa, không thể để chị chết được. Nhưng lệnh của hoàng thượng cũng không thể nào cãi. Đương nhiên tôi càng không thể hủy hoại nhan sắc của chị. Công chúa, chị Nguyễn Nhi à, chị có tin tôi hay không? Nguyễn Nhi dĩ nhiên tin tưởng công chúa chứ. Ngoài cha nuôi của Nguyễn Nhi ra, người mà tôi tin tưởng nhất chỉ là công chúa thôi. Được, tôi đã mang theo lão quản y thi hành kinh hình đó. Bây giờ chị nhắm mắt của chị lại, cứ để ổng xăm mặt của chị đi. Dạ. Hãy bắt tay ngay. Dạ. Tiểu Thuận Tử, thần đây. Khanh sợ trẫm lắm phải không? Bẩm thưa đương nhiên, nhưng chỉ có một mình khanh sợ hoàng thượng. Bộ trẫm đáng sợ như vậy sao? Không, hoàng thượng không phải đáng sợ, mà là hoàng thượng rất uy nghi. Thối uy nghi đó là thiên quy. Thôi được, lẻo mép dữ lắm. Khanh phải nhớ, bất cứ người nào cũng phải hiểu rằng, miễn là chịu ngoan ngoãn, chịu phục tùng trẫm, làm việc cho trẫm, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu ai giở trò, trẫm sẽ không tha. Vâng. Bẩm tâu bệ hạ, Thái Bình công chúa và Thượng quan Nhi muốn gặp. Mời vô. Tuân chỉ. Hoàng thượng có chỉ mời Thái Bình công chúa và Thượng quan Nhi vào cầu kiến. Châu Nhi mang Nguyễn Nhi vào đây để tạ ơn hoàng thượng. Con đứng dậy đi. Dạ. Nguyễn Nhi. Dạ có thần. Khanh có hiểu tội gì không? Nguyễn Nhi có tội. Trẫm sử kình hình, khanh có oan ức gì không? Uyển Nhi không dám. Uyển Nhi chấp nhận. Ngước đầu lên coi. Uyển Nhi tuân chỉ. Quản y to kìa. Không phải tội của quản y, mà đó là ý của Châu Nhi. Uyển Nhi trung thành tới chết, không dám phạm lỗi nữa. Xin hoàng thượng khai ân. Nhích gần một chút, để trẫm coi kỹ lại coi. Uyển Nhi tuân chỉ. Đẹp dữ lắm. Ai nghĩ ra chuyện khéo như vậy? Cảm ơn mẹ. Nguyễn Nhi cảm ơn hoàng thượng. Nè, đại công chúa. Có đẹp không anh? Đẹp lắm. Thiệt hả? Hả? Chuyện gì vậy? Công chúa, phò mã, đông cung có người muốn gặp. Chuyện gì nữa? Không nghe họ nói, nô tỳ cũng không hiểu.
Em đi gặp họ, anh tránh qua một bên nha. Chỉ là người hầu hạ mà thôi, cần gì mà phải tránh. Bỏ họ vô đi, nói ta sẽ gặp họ tại đây. Dạ. Khấu kiến công chúa phò mã. Đứng dậy đi. Cảm ơn công chúa. Tam huynh tôi có chuyện gì đó? Thái thử phi mời công chúa và phò mã qua bển dự tiệc. Ủa? Anh không đi, em đi một mình đi. Nếu là tam huynh mời khách, anh không đi cũng được. Nhưng mà bây giờ chị dâu mời mình, anh không chịu đi e rằng khó coi lắm. Ngươi về báo lại là vợ chồng ta sẽ tới đúng lúc. Dạ. Tam tẩu xin mời. Mời hai vị. Lần nào tam tẩu cũng mời hoài, thiệt là nhọc nhằn. Có gì đâu công chúa, hai vị đến dự tiệc, tam huynh và tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Thái tử phi quá khách sáo, mỗi lần nhìn thấy thiệp của tam tẩu, hai em đến liền. Trời ơi, thì ra ông em rể này ngày thường thì ít ăn ít nói, nhưng hôm nay cũng khá. Tam tẩu, mời chị ly này. Cạn ly. Về việc em cứu Nguyễn Nhi, chị đã có nghe qua. Thật là khôn khéo, chị khâm phục sát đất đi. Nếu giao cho người khác, không ai cứu nổi đâu. Thật là chị quá khen. Từ đó cho thấy sự ảnh hưởng của em đối với hoàng thượng đến mức nào rồi. Sau này chị và tam huynh em còn phải nhờ em nhiều lắm. Thái tử phi sai rồi. Tôi sai chỗ nào? Người mà điện hạ nhờ sau này là thái tử phi, không có ai khác cả. Sao Dượng lại nói vậy? Ông có một bà xã giỏi như thái tử phi, lo lắng cho ông đủ thứ chuyện, trên dưới vuông tròn, đâu cần tới ai nữa chứ. Tam tẩu, phò mã say rượu rồi, thôi mình về đi anh. Có rảnh qua chơi. Em xin cứu chị. Chúng mày là cái thứ gì đây? Chẳng qua là gặp thời thuận buồm xuôi gió mà thôi. Đứng trên đầu cành, vợ chồng các ngươi đừng có ngang bướng quá sớm. Ngày nào ta gặp thời thì các ngươi sẽ chết dưới tay ta. Trời ơi, sao anh lại đi nói như vậy? Nhìn thấy cái tướng của bà là gai mắt liền. Em không coi mặt mũi của bà sao? Chuyện gì cũng có bà hết á. Bà coi điền hạ này ra gì? Có giống vợ người ta đâu, đâu bà kỳ cục vậy? Nói nhỏ tiếng một chút, nếu rủ bị mẹ nghe được, mẹ sẽ giận anh đó nghe chưa. Đừng có nhắc đến vợ, đến đàn bà. Đàn bà chính là đại đế của Đại Châu đó. Bà so với hoàng thượng à? Nói thật, em cũng không trách bà đâu. Tam huynh ảnh quá hèn nhát, quá tệ đi. Mai thai ảnh có một bà vợ như vậy, bao nhiêu năm ở phòng châu cũng nhờ bà chống đỡ qua ngày. Bằng không tam huynh của em đã chết lâu rồi. Em đừng khen bà quá sớm. Điện hạ có bà nội trợ như vậy, chưa biết là phước hay họa đây. Răng ra, răng ra, quan lớn tới rồi. Quan lớn tới, đi, đi răng ra đi. À, chào quan lớn. Chào hai vị, chào hai vị. Ai dùng gì à? Cũng như hôm qua. Dạ, 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 có liền, có tới liền. Đời thật là bạc bẽo. Mình nhớ hôm nào mình ở phòng châu, không có ai dám đụng tới mặt mình. Bây giờ chán quá trời. Hồi đó khác, bây giờ khác. Bây giờ đâu có ai dám đụng tới bản thân mình đâu. Bộ hai người là cận vệ của điện hạ. Xin lỗi lão huynh, ông là... Tôi là Quắc Châu Dương Sơ Thành. Tôi đã từng đeo đuổi mấy ông hoàng gia. Tiên sinh có cái gì hay để chỉ bảo cho tôi không hả? Tại hạ không dám, chỉ biếu món đồ cho thái tử phi xem lại thôi.
Đây là Thái Bình công chúa, là người được hoàng thượng tin cậy. Dùng món đồ này hiếm Thái Bình công chúa, dám chắc công chúa phải chịu chết thôi. Thái tử phi từ nay về sau muốn gì thì được cái nấy. Thật là hay, thật là quá hay. Đây là báo vật của tôi. Tiên sinh có cần điều gì hay không? Không dám, chỉ cần thái tử thu nhận để được phụng sự. Chẳng những nhận hai vị mà còn coi tiên sinh như là khách quý, và sẽ trọng thưởng nữa. Xin tặng rượu ngon ba ly trước, rồi biếu ngọc ngà châu báu sau. Mời tiên sinh. Đa tạ thái tử phi. Xin mời. Miệng các ngươi là không được. Hãy đem chôn gấp cho ta. Sự việc quan trọng này, nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, sẽ chết như bọn chúng. Dạ. Tham kiến thái tử phi. Con xin khấu kiến hoàng thượng. Đứng dậy đi, tạ ơn hoàng thượng. Con có chuyện gì mà vô đây gặp cấm trong giờ phút này? Nói đi. Xin hoàng thượng hãy cho họ lui ra. Tất cả ra ngoài hết đi. Dạ. Bây giờ có thể nói được chưa? Hoàng thượng, con tình cờ nhận được một bức quyết thư do phò mã tiết thiệu ký với Việt Dương hồi đó. Không dám giấu cất, vào đây dâng cho hoàng thượng. Hả? Tiết thiểu này to gan thật. Thì ra ngươi, trẫm không thể tha ngươi được. Truyền chỉ gọi Hà Phu Triệu Thiên. Hoàng thượng khoan đã. Còn khoan gì nữa? Xin hoàng thượng tạm thời nhẫn nại. Sáng mai gạt thượng quan Uyển Nhi và tiểu thuận tử ra, rồi tách Thái Bình công chúa ra luôn. Mới ra lệnh bắt người. Trẫm hiểu ý của con rồi. Có lý. Cứ để hắn sống thêm một lát nữa đi. Dạ. Tiết thiệu dám ký quyết thư và tên phán loạn Diệt Dương, nhưng tại sao nó lại rơi vào tay con? Là hai người hộ vệ của Đông Cung chẩn giết bộ hạ cũ của Diệt Dương và tìm thấy trong người của bọn chúng. Phò mã Tiết Thiệu là chồng của Thái Bình công chúa, là em rể của con. Sao con lại hiến quyết thư này cho trẫm? Kiện thưa người ta. Trong bụng con chỉ có hoàng thượng, không có những người khác. Tuyệt đối không cho phép một ai chống lại với hoàng thượng. Tiết Thiệu đã dám đứng lên phản loạn, tức là không trung thành với hoàng thượng. Nếu không trung thành với hoàng thượng, thì hắn không bao giờ trung thành với con gái của hoàng thượng đâu. Con làm như vậy cũng là vì Thái Bình công chúa thôi. Hay lắm. Sau khi xong việc,
trẫm sẽ ban trọng thưởng cho con. Dạ con không dám nghĩ đến ban thưởng, chỉ mong hoàng thượng nhìn thấy lòng trung thành của con mà thôi. Như vậy con đã thấy thỏa mãn. Hay, hay lắm. Sao vậy anh? Anh bị một cơn ác mộng. Chim bao thôi, không phải thật đâu. Anh đừng có sợ. Không, mấy hôm nay anh cảm thấy người cứ đau nhói, dường như có chuyện gì không may xảy đến. Đó vì anh quá lo lắng băn khoăn mà thôi. Không. Thôi đừng có nghĩ tầm bậy nữa, anh ngủ đi nha. Nhi cô nương. Tiểu thần tử công công. Chào cô. Chúng ta cứ mỗi ngày không sớm không muộn lại gặp nhau ở đây, rồi mới đi hầu hạ hoàng thượng. Bao nhiêu năm rồi, ngày nào cũng gặp mặt, cũng chào hỏi như vậy, bọn không thấy chán hay sao? Chán cái gì, lễ phép thì ít bị trách đó mà. Hoàng thượng có lệnh, tạm thời không cần hầu hạ, chờ khi nào có lệnh mới tới. Không được đi đứng bậy bạ. Thần khấu kiến bệ hạ. Hai vị tướng quân hãy lắng nghe cho kỹ đây. Triệu Thiên. Có thần. Bảo Thái Bình công chúa thay mặt cảnh về chùa dâng hương, cầu nguyện cho Đại Chu được thanh bình thịnh vượng. Thần tuân chỉ. Hà Phu. Dạ có. Tiếp theo xong vào Tiết Gia, bắt Tiết Thiệu, Tiết Diệu Chi, thần Dương công chúa đưa thẳng vào cung cho trẫm. Có nghe rõ không? Dạ tuân chỉ. Cha mẹ. Hai con à. Hai con xin hỏi thăm sức khỏe cha và mẹ. Thôi khỏi. Con à, gia đình chúng ta sống chung với nhau, sớm chiều gặp nhau, không cần qua đây hỏi thăm cha mẹ như vậy đâu. Cha nghĩ sau này con hãy bỏ cái lễ này đi nghe. Không, cha, đây là lễ phép, là nhân luân, không thể nào bỏ được. Con cái nó có hiếu, thuộc kệ nó đi mà. Lão gia phu nhân à. Hả? Triệu phó thống lãnh thừa lệnh của hoàng thượng muốn gặp công chúa đó. Mời vào. Dân. Mời Triệu phó thống lãnh. Chào lão gia và công chúa. Triệu phó thống lãnh mời ngồi. Cảm ơn đại nhân, công việc bận rộn không dám trễ. Thưa lệnh của hoàng thượng, mời công chúa về Phật điện dân nhang, cầu nguyện cho Chu đại nhân. Sao lại gọi tôi về dân nhang? Châu Nhi à, hoàng thượng ban ân cho con, đó là vinh hạnh cho gia đình chúng ta. Con hãy đi đi. Dạ. Chừng nào sẽ lên đường? Xe ngựa đang đậu ở ngoài, mời công chúa lập tức lên đường. Được, hãy triệu phó thống lĩnh ở ngoài, tao vào trong thay y phục. Dạ. Coi vậy cha hoàng thượng cũng trọng Thái Bình công chúa lắm đó. Chỉ tiếc rằng mấy đứa con trai của bả không đứa nào làm bả hài lòng. Nếu so với Châu Nhi, hai ba người anh đó không ai sánh bằng. Nếu Châu Nhi là con trai
thì hoàng thượng không nhọc nhằn như bây giờ đâu. Nếu hoàng thượng khỏi nhọc nhằn thì tiết gia chúng ta không có dầu cần đâu. Cha, mẹ, con dân nhang xong về liền. Em đi đi. Cha, mẹ, mời ngồi. Được, được. Lão già ơi, phu nhân. Thống lĩnh, chuyện gì vậy hả? Tôi có lệnh bắt cả nhà vào hoàng cung. Tôi hiểu rồi. Hồi nãy Triệu Thiên tách công chúa ra ngoài trước. Đúng vậy. Tôi hỏi ông, gia đình chúng tôi phạm tội lỗi gì chứ? Đi gặp hoàng thượng đi sẽ hiểu. Trời nào? Dạ. Công tử, công tử. Tiết Phúc, chuyện gì vậy? Công tử à, cả nhà của Tiết công tử bị Ngự Long Quân bắt vô hoàng thượng hết rồi. Chuyện gì vậy? Dạ đâu có biết được. Vậy công chúa đâu? Trời ơi, nó sai Ngự Long Quân tách rời công chúa ra rồi, không biết đi đâu nữa à. Chết rồi. Cầu kiên bệ hạ. Tiết Thiệu. Muôn tâu bệ hạ, Tiết Thiệu vô tội. To gan, còn dám nói vô tội nữa. Mở mắt ra coi cái này là cái gì. Cái gì đó con? Tiết Thiệu, chậm đến 5 lần 7 lượt tha cho tiết gia của ngươi, còn gả con cho ngươi nữa. Nhưng ngươi lại cấu kết với Diệt Dương Hầm chống lại trẫm. Ngươi dám ký quyết thư, trẫm và con gái trẫm có lỗi gì với ngươi chứ? Thiệu Nhi con, muôn tâu bệ hạ, Tiết Thiệu có tội, nhưng cha mẹ của Tiết Thiệu không hay biết chuyện này. Không biết tới, không biết là không xứng đáng làm cha mẹ, không biết dạy con là điều không tha thứ được. Lôi ra ngoài chặt đâu. Tôn lệ. Uyển Nhi cô nương à, Uyển Nhi cô nương. Chuyện gì đó công công? Chết rồi. Hoàng thượng à, đã lệnh truyền đòi giết cả nhà phò mã. Khoan đã, Trung tướng quân phải làm sao đây hả? Tôi cũng mới nghe nói và cũng mới tới đây thôi. Không được hành hình, đợi chúng tôi đi xin hoàng thượng cái đã. Công công, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Làm theo lệnh cách nào? Chúng tôi xin không được, còn có công chúa. Sao ông chẳng biết sốt thường chút nào vậy? Bộ ông không sợ công chúa chặt đầu hay sao hả? Không được. Bè hạ, bè hạ. Thưa cô, cháu cũng không được nói bậy. Mở mắt ra coi, chúng đã phạm tội gì đây? Trẫm có nên tha chúng hay không? Ai dám xin xỏ cho chúng nữa sẽ cùng tội với chúng. Nhưng mà dù sao trẫm cũng nể mặt các khanh, trẫm sẽ tha tội chết cho Tiết Diệu Chi và Thầm Dương công chúa. Nhất định là trẫm sẽ giết Tiết Thiệu. Cái gì? Đã đưa ra pháp trường à? Đúng. Phật tổ phù hộ cho chồng con. Sức khỏe bằng không, còn ở nơi trên suối cũng không yên tâm đâu, cũng không yên tâm đâu. Gia đình ta có tội tình gì đây, sao lại xui xẻo như thế này chứ? Nhi con, kính thưa đại nhân, giờ giấc đã đến rồi, chuẩn bị hành hình. Con
Con người. Con thiếu nhi. Dừng tay lại tôi.